Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 106. Từ biệt dân môn. Hòa thượng ở Nam Hoa Tự, Quảng Đông được một năm, sau đó Ngài lại đến Đại Giác Thiền Tự ở Dân Môn vào tháng 6 năm Dân Quốc thứ 38, 1949. Hòa thượng quan sát thời thế lúc bấy giờ, dự tính tạm thời ở Hồng Kông một thời gian. Lúc từ giả là Hòa thượng Hương Dân, Hòa thượng được tặng câu pháp ngữ Hảo tự duy chi, vật phụ kỳ đại, nghĩa là hãy cố gắng lên, chớ phụ lòng mong đợi của tôi. Thật là lời khuyên lơn thấm thía tận đáy lòng của lão Hòa thượng. Hòa thượng kể, tới Nguyên Đán năm đó, tôi từ chức tổng giám thị của học viện, rồi quản lý kinh tạng tại Lầu Tạng Kinh, làm quản lý thư viện ở đó. Lúc bấy giờ, tôi ở trong góc phía đông nam của Lầu Tạng Kinh. Tôi không gặp ai, cũng không nói chuyện, cũng giống như nhập thất vậy. Tôi biết một bậc cao tăng tu hành lâu năm. Vì thầy ấy nói, tại sao chú rút trong góc kẹt đó vậy? Như thế không ai gặp chú được, không được đâu. Rồi bảo tôi đến dọn ra ngoài. Khi thầy ấy đi, nhưng vẫn viết thơ cho tôi, khuyên tôi đến ra ngoài hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Bởi tôi không có nhà ở nên phải lang thang khắp nơi, sau đó mới chạy đến nước Mỹ. Năm đó thầy ấy nói tôi không có nhà ở. Ai ngờ bây giờ tới giảng Phật Thánh Thành có nhiều nhà cửa phòng ốc như vậy, tôi cũng không biết nên ở căn nào nữa. Truyền giới xong, tôi theo Hư Lão đến chùa Đại Giám ở Thiệu Quang. Sau đó Hư Lão về Dân Môn. Ngài muốn tôi cùng đi với Ngài. Tôi nói vâng, nhưng con cần về chùa trước rồi sẽ trở lại. Đến đầu tuần tháng 5, tôi mới tới Đại Giác Thiền Tự ở Dân Môn. Tôi đi gian theo đường núi gập ghềnh, treo leo hiểm trở, giống như đường ở nước Thục. Khi còn cách khoảng 20 mấy dặm nữa mới tới chùa ở Dân Môn, trời đã tối đen. Tôi đi một mình trong đêm tối, lại không quen đường. Ngay lúc khó khăn này, bỗng nhiên tôi thấy phía trước có ánh đèn rọi đường. Tôi thuận theo ánh sáng đó đi tới trước. Ánh đèn này luôn soi sáng khoảng 100 bước phía trước, dẫn đường tôi. Và khi dẫn tôi tới cổng Tam Quan của Đại Giác Thiền Tự thì không còn chiếu sáng nữa. Tôi tới nơi cũng vừa ngay lúc Đại Giác Thiền Tự xả thiền. Tôi gõ cửa vào chùa, đảnh lễ Hư Lão xong, Hư Lão hỏi tôi, tại sao chú tới trễ vậy? Tôi nói, bởi tôi không quen thuộc đường núi nên mất nhiều thời gian, may có ánh đèn dẫn lối. Hư Lão nói, thật rất kỳ lạ, đi đường núi dù là ban ngày cũng khó nhận ra, huống chi là đi ban đêm. Hư Lão an bày tôi làm ban thủ, hướng dẫn chúng tu hành như lên chánh điện, vào trai đường, ngồi thiền ở chùa Dân Môn, tức Đại Giác Thiền Tự. Sau đó vì tôi ở trong phòng ẩm thấp, nhất là vào khoảng tháng 5-6 cả ấm thấp dữ dội, tôi bèn cáo từ Lão Hòa Thượng nói, Lão Hòa Thượng, con ở đó chịu không nổi rồi. Ngài nói, chú chịu không nổi cái gì? Tôi nói, con ở phòng đó ẩm thấp quá, nhất là thời tiết vào mùa hè, con thì không chịu nổi nên bị bệnh phong thấp. Các vị đoán xem Lão Hòa Thượng nói sao? Ngài nói, các phòng của chúng ta ở đây là tốt lắm rồi. Các chú có thấy chỗ ở của dân địa phương giống như chỗ heo ngủ không? Vậy sao họ lại chịu nổi? Tôi nói, Lão Hòa Thượng, sao thầy lại so sánh con người với heo như vậy? Ngài nói, các người đó vốn là heo mà. Tôi nói, con tính đi Hồng Kông trước, đợi cho khi khí hậu khô ráo một chút rồi con sẽ trở lại. Hư Lão vẫn không đồng ý, nói, không nên đi, chú đi rồi khó trở về được. Con đã quyết định rồi, con nhất định phải đi. Hư Lão thấy tôi kiên quyết muốn đi, cầm lòng không đầu mà rơi nước mắt, bắt tay tôi nói, chú đi Hồng Kông sẽ không thể trở lại được, chúng ta cũng không thể gặp nhau nữa rồi. Thầy an tâm, con hết bệnh sẽ trở về liền, con nhất định sẽ trở lại. Ngài nói, nhất định không trở về được. Tôi nói, nếu thật không về được, con sẽ ở lại Hồng Kông. Ngài nói, vậy thì cứ ở đó, chú đi lần này nên nỗ lực vì Thích Ca, Lão Tử Hoằng Pháp, vì Linh Đại Tổ Sư kiến lập đạo tràng, hãy cố gắng lên, tương lai sáng chói vô ngần, đừng cô phụ lòng mong mỏi của tôi. Khi tôi đến Hồng Kông trong tháng 7, tôi lại trở về Quảng Châu.
chuẩn bị sau lễ Trung Thu sẽ về Đại Giác Thiền Tự ở Dân Bôn dụng công tu hành. Nhưng vào đầu tuần tháng 8, Khúc Giang, Thiều Quang đã giải phóng và muốn trở về, quả thật không trở về được. Vào ngày 18 tháng 8, tôi từ Quảng Châu đi thuyền đến Hồng Kông, rồi tùy duyên ở lại Hồng Kông cũng hơn 10 năm. Hỏi: Sư phụ cũng có thầy hả? Hòa thượng: Đương nhiên là có. Hơn nữa tôi có rất nhiều thầy. Tôi theo nhiều vị đại hòa thượng, nhưng lão hòa thượng Hư Dân là vị giúp đỡ tôi nhiều nhất. Hỏi: Sư phụ tôn kính vị thầy nào nhất? Hòa thượng: Lão hòa thượng Hư Dân, Hư Lão. Hỏi: Xin sư phụ kể về tinh thần của Hư Lão. Hòa thượng: Không ngủ. Từ đó hòa thượng lưu lại Hồng Kông, nhưng vẫn thư từ qua lại với đại lão hòa thượng Hư Dân. Về sau ngài còn trợ giúp đại lão hòa thượng Hư Dân trùng tu Chân Như Thiền Tự tại núi Dân Cư. Nhưng sự cách biệt giữa ngài với Hư Lão đã trở thành vĩnh viễn xa rời. Năm 1958, Hư Lão tặng hòa thượng cuốn Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh do ngài tự biên thảo, gồm kệ tụng giải thích. Đây là một cống hiến rất có giá trị của ngài đối với Phật giáo. Đồng thời Hư Lão cũng viết cho hòa thượng một lá thơ như sau: Thầy Độ Lương Huệ Giám, đã lâu xa cách, gần đây thầy Hoằng Pháp độ sanh ra sao? Mới đây tôi vừa viết thêm một bộ Phật Tổ Đạo Ảnh, xin gửi tặng thầy để tham khảo lưu niệm, hầu làm lợi ích cho mình và lợi cho người. Nay trân trọng, pháp hỷ, Hư Dân cẩn bái. Ngày 2 tháng 12 1958. Ghi chú 1. Pháp sư Trí Định kể lại: Tiếc thay trưởng lão Độ Luân sinh vào thời Mạt, thấy chiến loạn, khói lửa đao binh này, nên dù xuất gia đã rất lâu nhưng vẫn chưa thọ giới cụ túc. Mãi năm 1947, trưởng lão mới vượt đường xa, chịu nhiều gian khổ, cuối cùng đến Phổ Đà Sơn thọ Tam Đàn Đại Giới. Sau đó nghe có vị lão hòa thượng Hư Dân là Bắt Đẩu Thiền Tông hiện thời ở Tàu Khê phục hưng mạch nguồn tổ sư, khai đàn thuyết pháp, nên trưởng lão lại không nề khổ nhọc, trèo non vượt biển, vào năm 1948 đến chùa Nam Hoa ở Quảng Đông. Như lúc Nam Hoa Tự có kỳ truyền giới mùa xuân, trưởng lão là ghi danh bù giới. Do đây biết rằng trưởng lão rất coi trọng giới luật. Vào năm 1948, tôi biết trưởng lão tuyên hóa qua giới đàn tại Nam Hoa Tự. Lúc đó tôi giữ chức khai đường. Khai đường là ngoại trừ trách nhiệm làm giáo thọ cho người xuất gia về các quy củ đi đứng nằm ngồi, cũng phải quản lý các việc lớn nhỏ khác trong phạm vi đó. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy thầy Độ Luân kim cung đầy lễ nghĩa, quay nghi chỉnh tề, động tĩnh an tường. Biết thầy là bậc pháp môn Long Tượng, Trường Cột, cũng chính thật là sư tử nhi, sư tử con. Vì sao tức phải có một phen đại chấn tông phong gian lừng. Tôi lập học viện giới luật ở chùa Nam Hoa, còn thiếu một vị giám học gương mẫu. Chức vị này cần có một vị phẩm đức cùng học lực ưu tú mới thích hợp. Sau kỳ giới đàn viên mãn, tôi bèn thỉnh thầy Độ Luân nhậm chức vụ này, và vừa bàn luận xong tức thành tựu. Thầy Độ Luân tiếp nhận nhiệm vụ tận trung tận trách cho đến khi rời khỏi chùa Nam Hoa. Ghi chú 2. Phong cách của bậc đại đức. Đại lão hòa thượng Thượng Hư Hạ Dân và lão hòa thượng Thượng Lai Hạ Quả là hai vị cao tăng cận đại của Thiền Tông Bát Đẩu tại Trung Quốc. Tuy chúng ta không có duyên trực tiếp lãnh thọ những lời chỉ dạy từ hai ngài, nhưng qua các sách thơ từ của hai ngài viết cho hòa thượng, chúng ta cũng cảm thọ được tác phong của người tu đạo. Tuy hòa thượng vì thời thế loạn lạc không thể trở về Dân Bôn thân cận đại lão hòa thượng Hư Dân, nhưng hòa thượng thường liên lạc qua thư từ và còn tận tâm tận lực hộ trì Hư Lão. Dưới đây là thơ của hòa thượng Hư Lão. Pháp sư An Từ Huệ Giám: Trong thơ thầy viết rất đầy đủ, thầy thật quá khiêm tốn rồi. Năm ngoái học viện nhờ sự trợ giúp của thầy rất nhiều, từ nay về sau chúng tôi cần thêm nhiều sự hộ trì của thầy nữa. Xin thầy đừng nghĩ đến việc đi nơi nào khác, mà nên phát tâm lâu dài và duy trì học viện này là điều tôi hằng mong mỏi. Sẽ nói sao? Huệ An: Nạp Hư Dân nay kính, mồng 6 tháng 1. Nếu thầy không muốn đi Nam Hoa,
vậy mời thầy đến dân môn cũng tốt. Hiện tình hình trước mắt không được an định, thầy chớ nên đi tứ xứ. Hòa thượng kể: vì ông già gửi thư bảo tôi làm chút công đức, cho nên sau đó tôi phát nguyện là quyên đủ 10 pho tượng Phật cho chánh điện Chân Như Thiền Tự tại Dân Sơn. Tôi lại đến Miến Điện mua tất cả hơn 300 hộp vàng lá, loại hộp lớn, để thiếp vàng tượng Phật. Hư lão rất hoan hỷ viết thơ qua cảm tạ mấy lần. Qua việc này chúng ta cảm thấy sự quan tâm vừa thâm sâu vừa lâu dài của Ngài đối với đàn hầu học, cũng như đức hạnh khiêm cung hết sức khiêm nhường, coi nhẹ mình trọng người, quên mình vì người của Ngài. Ngài rất nghiêm khắc với bản thân nhưng lại khoan hậu với người. Ngài thường hy sinh để tùy hỷ và giúp đỡ kẻ khác. Với tinh thần vĩ đại, từ bi vô thượng, đức hạnh cao vời cùng tấm lòng rất bậc bình đẳng chân thành của Ngài đã khiến người người hoan hỷ khâm phục. Vì vậy họ phát tâm chân thành khẩn thiết và một lòng quy ngưỡng Ngài. Hư lão lại viết thơ bảo tôi đến dân cư sơn. Lúc thiền quán, tôi biết là Ngài muốn giao phó trọng trách của Chân Như Tự cho tôi. Nhưng bởi nhiều nhân duyên đưa đẩy, tôi không thể lập tức nhận lời Ngài. Cho đến nay, tôi vẫn còn tiếc nuối việc này vô cùng. Chờ đến khi Phật giáo giảng đường ở Hồng Kông thành lập xong, tôi mỗi ngày vì việc quảng dương Phật Pháp mà bôn ba khắp nơi bận rộn, càng cảm thấy không đủ phân thân. Mới đầu tôi dự tính khi sắp xếp xong mọi việc ở đây, tìm được người có thể giao phó lại, tôi sẽ đến dân cư sơn gần gũi cung phụng bên cạnh ông già. Phụ lục: các bức thư do lão hòa thượng Hư Dân viết cho hòa thượng. Thầy Độ Luân Huệ Giám: hôm qua Quảng Diệu lên đây đem theo nhiều thẻ vàng lá và số tiền 1.500 đồng tiền Hồng Kông mà thầy đã có lòng trợ giúp. Vậy chùa còn thiếu 1.298 đồng 4 hào để hoàn thành việc đúc tượng Phật A Di Đà mà thầy dạo trước đã phát tâm cúng dường. Tôi hy vọng thầy chuyển giao 1.200 đồng cho Quảng Diệu. Hơn nữa chùa hiện tiến hành việc trùng tu nên cũng cần gấp một ngân khoản lớn. Hy vọng thầy tiếp tục phát tâm hộ trì và lãnh đạo cư sĩ kiều bào đến tham quan cảnh chùa một chuyến. Đây là sự mong đợi của tôi. Pháp hỷ. Hư Dân, dấu ấn: Chân Như Thiền Tự, dân cư sơn, mùng 2 tháng 4. Pháp sư Độ Luân Đạo Giám: chúng ta cách biệt thấm thoát đã mấy năm rồi, tôi rất mong nhớ. Lúc trước cư sĩ Quách có viết thơ nói rằng thầy Hoàng Pháp tại Hồng Kông rất thịnh hành, thật ổn định. Vừa mới nhận được thơ và 600 đồng do Liên xã Thái Bình ở Quảng Đông chuyển lại, tôi vui mừng vô cùng. Thầy phát tâm rất nhiều trong việc chấn hương chùa cổ, từ nơi xa xôi quan tâm làm công đức bố thí, thật rất hiếm có thầy. Tôi đến đây kết mái cỏ cũng đã 3 năm. Đây cũng là đạo tràng tổ sư nổi tiếng trong nước, chỉ vì lâu xưa nên quan phế, chánh điện hư hoại hoàn toàn. Tôi đến nơi này, các tu sĩ từ các nơi cũng đến đây. Vì vậy năm trước tôi cố gắng cất đỡ pháp đường để chúng an cư. Mùa xuân, ngay lúc xây chánh điện, điện Thiên Dương và các chỗ khác và thiếu ngân khoản, trú chúng hơn 100 người, lương thực cũng có phần khó khăn. Thầy rộng lượng kết pháp duyên, rất mong đợi giúp, thành tựu công đức này thật quý quá thầy. Còn việc thầy tạo hơn 10 tôn thánh cho chùa đều là tạo nghiệp thù thắng, tôi không sao kham nổi việc này. Đối với tôi là chuyện khó khăn và xa vời vô cùng. Thầy tâm thiết vì pháp tiếp nối huệ mạng Phật tổ hầu thỏa ý nguyện, tôi mong thầy nương vào nguồn lưu thừa nói mạch tổ. Tổ đạo giờ đây trùng hưng cũng là điều tôi hằng mong ước. Phật pháp lưu truyền vô tận, đáng tán thán. Pháp lạc. Nạp Hư Dân nay kính, dấu ấn ngày 9 tháng 4. Ghi chú: ngoài hư lão ra, hòa thượng cũng rất tôn kính lão hòa thượng Lai Quả. Ngài được công nhận là vị thiền sư nghiêm túc nhất trong lịch sử Phật giáo ở Đông Phương. Lúc Trung Quốc sắp giải phóng, có rất nhiều tăng sĩ rời khỏi Trung Quốc. Lúc bấy giờ, hòa thượng cũng từ Trung Quốc đến Hồng Kông. Đang lúc bận tiếp tế giúp đỡ chúng tăng tị nạn, hòa thượng lo lắng cho chánh pháp của hòa thượng Lai Quả sẽ thất truyền ở thế gian, nên hòa thượng đã viết thơ mời quả lão đến Hồng Kông. Dưới đây là thơ hồi âm của ngài Lai Quả. An Từ Đại Sư Quang Giám: hôm nay tôi đã nhận được thư của thầy. Pháp là bao hàm toàn thể, hà huống giới hạn đây kia. Khi thọ mạng người chỉ còn 10 năm, tôi cam trở lại đây tuyên dương giáo pháp của Tổ Đạt Ma cho mọi người tỏ ngộ. Là con cháu Phật Thích Ca, chỉ cần ta chân thật tu hành,
không từ nan bất cứ ở đâu. Xin thầy an tâm. Sau cùng kính chúc thầy pháp đạo an. Lai quả kính bút. Qua bức thư của Hư Lão, chúng ta thấy rõ ngài nhiệt tâm trùng hưng đạo tràng Phật giáo và khổ tâm bảo hộ tăng đoàn. Còn nội dung thơ của ngài Lai Quả thể hiện ý chí vì pháp quên thân của ngài. Chính hai đại đức Thiền Tông tự đảm trách công việc phục hưng Phật giáo với tinh thần đại vô quý. Chúng ta, người lớp sau, nên học tập theo tinh thần của các ngài. Ha ha ha, 问什么的说呵